Xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ vào tiết ôn tập để kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 của bộ môn tiếng Anh 8. Thì cũng như cái clip ôn tập giữa học kỳ 2, cô cũng đã giới thiệu qua ba cái điểm ngữ pháp của bài 5, unit 5. Thì ở unit 5 này, các bạn sẽ học hết tất cả các từ vựng trong các bài đọc lesson 1, lesson 2, lesson 3. Ha, còn điểm ngữ pháp thì các bạn cũng tập trung ôn lại cho cô ba điểm ngữ pháp: WS question, yes no question, comparative adverb. Ha, các bạn sẽ coi lại cái phần video clip ôn tập giữa học kỳ 2 mà cô đã gửi cho các bạn nhé. Về phần unit 6 này thì các bạn cũng học hết tất cả các từ vựng trong bài 6 này. Gồm có từ vựng của lesson 1, lesson 2, lesson 3 mà cô đã cho các bạn ghi ở trên lớp. Các bạn hãy xem lại hết tất cả những từ vựng này nhé. Còn về điểm ngữ pháp thì trong unit 6 này mình có cái điểm ngữ pháp là the future symbol. Các bạn hãy xem lại video clip mà ôn tập giữa kỳ cô đã gửi cho các bạn nhé. Điểm ngữ pháp tiếp theo trong bài 6 này là past continuous and past simple. Ha, ở đây cô chỉ show lại cách sử dụng. Những cái này cô đã giảng trong cái video clip ôn tập giữa học kỳ 2 rồi. Và các bạn cũng mở lại xem lại giùm cô và xem lại tất cả những cái bài tập về grammar practice mà trong sách nó đã cho mình làm. Ha, các bạn sẽ mở ra xem và làm đi làm lại giúp cô nhé. Tiếp theo là phần unit 7. Unit 7 này thì hai điểm ngữ pháp chúng ta cần quan tâm đó là điểm ngữ pháp possessive pronoun. Ha, các bạn sẽ coi lại cho cô pronoun, rồi possessive adjective, possessive pronoun. Các bạn nhớ thuộc cái bảng này giùm cho cô để mình nhớ cái cách làm bài. Vừa rồi thì mình cũng có làm cái dạng bài tập viết lại câu của dạng này đó. Các bạn có nhớ không? Rồi, tiếp theo, điểm ngữ pháp tiếp theo của bài 7 sẽ là reported speech for statement. Nhớ là for statement nha. Rồi, về dạng mà câu tường thuật của dạng cái câu nói thì chúng ta cũng đã mới vừa làm bài kiểm tra giữa kỳ, bài kiểm tra 15 phút vừa rồi. Ha, các bạn hãy coi lại video clip giữa kỳ mà cô đã gửi cho các bạn. Rồi, và cũng đừng quên là các bạn phải học hết tất cả những từ vựng có trong bài 7, bao gồm trong lesson 1, lesson 2, lesson 3 các bạn nhé. Rồi, trong video clip này thì cô có thêm cái điểm ngữ pháp bài 8 cho các bạn ở cái bài thi cuối kỳ 2 này. Thì ở bài thi cuối kỳ 2 này chúng ta sẽ thêm từ vựng của bài 8. Trên lớp các bạn học tới lesson mấy của bài 8 thì các bạn hãy học hết tất cả những từ vựng tới cái bài đó giùm cho cô nhé. Ha. Rồi, còn về giới hạn phần ngữ pháp thì trong bài 8 này cô sẽ giới thiệu cho các bạn cái điểm ngữ pháp mà chúng ta cần quan tâm, đó là dạng reported speak for question. Như vậy ở trên lớp cô cũng có đã giảng cho các bạn rồi. Đối với dạng câu tường thuật cho câu hỏi thì chúng ta có hai loại câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là to report a WS question. Câu dạng câu thứ hai đó là câu to report a yes no question. Ha. Rồi, như vậy các bạn thấy hai phần cô trong sách nó cũng đã ghi khá là rõ. Như vậy đối với dạng report a WS question thì các bạn thấy công thức của người ta đưa ra đó là speaker plus ask ed plus listener plus WS question. Và WS question này khi chuyển qua câu tường thuật là nhớ là phải ở dạng quá khứ ha. Ví dụ cô có Mary said to John, đây hai chấm mở ngoặc kép, when do you go to school. Như vậy cái câu mà trong ngoặc kép when do you go to school đó là câu trực tiếp. Như vậy các bạn sẽ làm cái động tác là chuyển cái câu trực tiếp này lại thành câu gián tiếp, giống như là mình tường thuật lại. Rồi, she asked him hoặc là Mary asked John cũng được. Các bạn giữ nguyên cái tên cũng được, hoặc là các bạn thấy Mary là she cũng được, John là him cũng được.
Như vậy ở đây cô sẽ thế là she asked him. Các bạn sẽ chuyển set to thành asked ha. Và lúc này đây chúng ta sẽ bỏ hai dấu hai chấm nè, bỏ dấu ngoặc kép nè ha, chuyển câu hỏi lại thành là câu câu quá khứ khẳng định, và chữ when nhớ là phải đem xuống, sau đó chúng ta sẽ chuyển lại thành câu khẳng định và nhớ luôn luôn là phải chuyển cái đại từ tương ứng. Như vậy ở trong cái câu trực tiếp của mình, cái đại từ tương cái từ đại từ you nó sẽ tương ứng với người người nghe ha các bạn ha. Rồi, như vậy người nghe của mình sẽ là John, như vậy John là con trai, như vậy cô sẽ chuyển chữ you thành chữ he. Rồi, go ở đây là hiện tại, như vậy cô sẽ chuyển nó về cột 2 sẽ là went. Rồi, cô sẽ viết lại to school. Như vậy cô sẽ có nguyên một câu. She asked him when he went to school. Ha, chấm. Như vậy lúc này đây mình không còn chấm hỏi nữa nha các bạn. Rồi, ví dụ thứ hai cho dạng này. Tom said to Bill and Sally. Tom đã nói với Bill và Sally. Hai chấm, mở ngoặc kép. Where do you live? Đóng ngoặc kép lại. Đây, như vậy câu trực tiếp của mình là where do you live? Và chúng ta sẽ tường thuật lại bằng cách Tom, mình sẽ đổi thành là he. Said to, mình sẽ đổi là at. Ha. Và Bill và Sally là hai người. Như vậy ở đây, người ta sẽ chuyển bằng chữ us. À, và các bạn muốn giữ nguyên tên cũng được ha, chỉ cần chuyển cho cô chữ set to về chữ asked cho cô là được ha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ mở cái ngoặc kép này ra bằng cách là ghi chữ where lại nè. Rồi chuyển về câu khẳng định ở dạng quá khứ. Chữ you sẽ tương ứng với người nghe, mà người nghe ở đây của mình sẽ là hai người, Bill và Sally. Như vậy ở đây tác giả sẽ chuyển Bill và Sally bằng chữ we ha, we tương ứng ha, we. Rồi chữ live đang ở hiện tại, mình sẽ chuyển nó về quá khứ là mình thêm đi là xong. À, chấm câu. Như vậy chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh. She asked us where we lived. Right. Ha. Rồi. Qua dạng câu hỏi thứ hai, đó là dạng câu yes no question, tường thuật dạng câu yes no question. Thì các bạn chú ý, đây công thức để có một cái dạng tường thuật của dạng yes no đây. Thì chúng ta sẽ có là người nói, speaker, asked là nói, ha, cho người nghe là listener. Rồi lúc này đây chúng ta phải nhớ là các bạn sẽ thêm if hoặc là whether, được chưa? Rồi, sau đó cái dạng câu yes no question thì các bạn sẽ chuyển nó lại thành câu câu khẳng định với dạng quá khứ. Tương ứng như vậy, ví dụ cô có câu Bill's parents said to Lucy. Ba mẹ của Bill thì đã nói với Lucy, do you eat meat? Bạn có ăn thịt không? Đây, câu hỏi của chúng ta sẽ là câu hỏi yes, no, do you. Các bạn thấy không? Rồi, khi chúng ta sẽ đổi qua, chúng ta sẽ thế Bill's parent bằng chữ đây, số nhiều ha. Set to chuyển thành là at. Rồi, Lucy chuyển thành là her. Rồi, lúc này đây mình sẽ mở cái câu trong ngoặc kép ra, do you eat meat, bằng câu khẳng định. Và chuyển nó về dạng quá khứ và nhớ là phải thêm if ha. Nên các bạn dùng if cũng được ha, các bạn dùng whether cũng được ha, tiện thấy cái nào dễ cho mình thì mình nhớ cái đó dùm cho cô, được chưa? Rồi, như vậy khi mà thêm if vào, chuyển you tương ứng với người nghe, và người nghe của mình là con gái Lucy, cho nên mình chuyển thành là she. Rồi, if she, chuyển cuộc chữ if ở verb 1 về verb 2 là at meet ha. Chúng ta sẽ có câu they asked her if she at meet chấm câu hết ha. Các bạn phải nhớ rõ nãy giờ cô nói rất là chậm, chuyển cái gì các bạn lưu ý giùm cho cô nha. Rồi qua ví dụ thứ hai, để cho các bạn quen nè. Qua ví dụ thứ hai chúng ta có câu Kim said to her grandparents. Hai chấm hoặc kép. Rồi, are you hungry? Kim đã nói với ông bà của cô ấy là ông bà có đói không? Rồi,
Như vậy chúng ta sẽ làm động tác là tường thuật lại cái câu này bằng cách kim chúng ta sẽ chuyển nó về she ha. Rồi set to cũng chuyển về chữ us, nhớ là thêm ed nha. Rồi her parents là object số nhiều, như vậy cô sẽ chuyển về chữ them. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển câu are you hungry về dạng câu về dạng câu khẳng định, và nhớ ở đây người ta sẽ cho mình thêm chữ whether. Whether cũng được mà if cũng được nha các bạn, cho nên là các bạn nếu thấy chữ nào các bạn cảm thấy dễ nhớ thì các bạn đổi ghi chữ đó cho cô, được chưa? Rồi ở đây các bạn sẽ thấy là whether và chữ you tương ứng với her parents số nhiều, cho nên đại từ sẽ là you và động từ to be are lùi về quá khứ sẽ là were hungry. Như vậy câu của chúng ta sẽ là she asked them whether they were hungry chấm câu ha các bạn ha. Rồi các bạn hãy nhớ trên lớp cô cũng đã cho các bạn làm hai cái bài tập AB ở trang 80 ha, rất là rõ, làm rất là rõ về phần này, các bạn cũng mở ra xem lại giúp cho cô cách làm nha. Và ở dưới người ta có ghi một cái câu là not that whether is Sally more formal than it. Như vậy lưu ý rằng lưu ý rằng thì là người ta sẽ dùng does thì whether, dùng whether thì nó có vẻ là trang trọng hơn một chút so với if. Thường thì if thì nó dễ viết hơn, đúng không ạ? Đối với những cái bạn mà hay viết sai chính tả thì các bạn cũng không có thường viết chữ whether thì các bạn ghi if cũng được. Nhưng mà đối với những bạn mà giỏi giỏi á, thì các bạn nên dùng whether, vì khi dùng whether thì có cái tính trang trọng hơn so với if ha các bạn ha. Đây chỉ là một cái ghi chú nhỏ thôi, nhưng mà các bạn dùng cái gì thì cũng đúng hết ha. Và nhớ dở cho trang 80 xem lại cách dùng cách biến đổi hai dạng câu hỏi này ha, tường thuật hai dạng câu hỏi này lại nhé các bạn. Rồi lúc nào cô cũng sẽ giới hạn cho các bạn cái dạng viết lại câu, vì đây là dạng mà các bạn thường hay khó làm nhất. Như vậy dạng thứ nhất ở cái bài đánh giá cuối kỳ này, chúng ta sẽ có dạng reported speech yes no question nãy chúng ta mới vừa ôn đấy, ở bài 8 đấy. Thì dạng này như thế nào? Dạng này cô sẽ cho ví dụ như là Mary said to Tom, câu trực tiếp trong ngoặc kép sẽ là do you like pizza. Thì các bạn chỉ cần ghi cái phần biến đổi. Thường thì tác giả sẽ đưa cái phần Mary asked Tom cho các bạn sẵn, các bạn chỉ chuyển sang cho cô cái phần dạng tường thuật của dạng câu hỏi yes no thôi. Thì lúc này đây các bạn có thể dùng là Mary asked Tom cũng được, mà Mary asked him cũng được, hoặc là she asked him cũng được ha các bạn ha. Nãy cô nói rồi. Rồi các bạn thêm chữ if hoặc chữ whether cho cô ha, một là chữ if, còn không if thì là whether. Rồi lúc này đây mình mới chuyển qua là you tương ứng với Tom là con trai, như vậy chỗ này sẽ là he, và chữ like chúng ta sẽ lùi về quá khứ sẽ là thêm đi vào ha, pizza. Chúng ta sẽ có câu Mary asked Tom if he likes pizza, cũng khá là đơn giản các bạn ha. Rồi dạng thứ hai của chúng ta sẽ là dạng reported speech WS question, là dạng hồi nãy chúng ta cũng mới vừa ôn lũ ở bài 8 luôn đó. Dạng này cô cũng có ví dụ y chang như hồi nãy là my mother said to me, câu trực tiếp trong ngoặc kép sẽ là when do you go to school. Như vậy lưu ý giùm cho cô WS question ở đây là bao gồm những chữ gì nè, nhớ không? Bao gồm những chữ cái chữ đầu có cái câu hỏi là WS, when, rồi why, rồi gì nữa, where, what, rồi gì nữa, why, và thậm chí là có chữ gì nữa nhớ không nè, how, nó cũng thuộc nhóm WS question nha các bạn, how, nhớ nha. Rồi ở đây mình sẽ chuyển thành là my mother asked me hoặc là she asked me. Rồi when viết lại
Nhớ giữ chữ when nha, bỏ chữ when là sai đấy. Giữ lại, giữ WS question lại. Rồi chuyển về dạng statement cho cô. À, chữ you tương ứng với me. Như vậy me là tôi, như vậy chuyển thành đại từ là I. À, lùi về chữ go, về quá khứ là when. Rồi to school viết lại. À, sorry, to school viết lại. Chúng ta sẽ có my mother asked me when I went to school. Được chưa? Rồi, dạng thứ ba là dạng này. À, hình như các bạn đã học ở lớp 7 rồi ha. Rồi, dạng này là dạng it takes somebody plus time plus two verb. Các bạn sẽ chuyển sang là subject plus spends plus time plus verb in. À, ví dụ như là, à, cô có một câu. It takes her a lot of time to clean her bedroom. À, cô ấy mất nhiều thời gian để lau dọn cái phòng ngủ của cô ấy. Như vậy cô sẽ viết lại bằng cách là her là con gái. Như vậy cô sẽ đưa ra đầu làm chủ từ là she. Và cô sẽ dùng động từ spends. Và cộng time ở đây sẽ là a lot of time. Rồi to clean cô sẽ chuyển nó về là cleaning. À, rồi her bedroom cô viết lại. Như vậy cô sẽ có câu là she spends a lot of time cleaning her bedroom. Rồi dạng thứ tư là dạng comparative adverb. Dạng này mình mới vừa làm kiểm tra ha. Kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra 15 phút đều có hết, quá quen rồi. Ở đây cô cũng một cho một cái ví dụ luôn. Rồi ở đây ví dụ của cô là gì? All the students in my class cleaned the floor more slowly than a robot. À, tất cả những cái sinh viên trong lớp của tôi đã lau cái sàn chậm hơn là con robot. Như vậy cô sẽ viết lại là a robot cleaned the floor more slowly, sẽ trái nghĩa của nó sẽ là more quickly than on the student in my class. Cái này các bạn làm quen rồi ha. Nhớ chủ từ subject 1 rồi so sánh hơn subject 2. Như vậy mình sẽ đưa subject 2 ra đầu, rồi đưa subject 1 ra sau, và nhớ là tìm từ trái nghĩa của cái trạng từ ở trên là xong nha. Rồi các bạn hãy về nhà xem lại những cái điểm ngữ pháp này, và các bạn sẽ xem lại những cái bài tập bên dưới của những điểm ngữ pháp, là cái phần mà cái phần grammar form in practice đó các bạn. Nó là cái phần mà nó cho mình những cái dạng bài tập, thì các bạn làm cho quen và nhớ lại ha. Và lưu ý nhớ lại giùm cho cô là học hết tất cả từ vựng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái word form ở đây là những word form thì thầy cô sẽ lấy những cái từ mình đã học rồi và có trong bài, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8. Cho nên những cái từ vựng các bạn nên học nha. Rồi, như vậy thì cái bài ôn tập của cô đến đây cũng đã kết thúc. Cô chúc các bạn sẽ làm bài thật tốt ở cái bài đánh giá cuối kỳ 2 này nhé. Ha, để chúng ta sẽ có một năm học thật là tốt, một cái kết quả thật là tốt để cho ba mẹ vui nha. Cố gắng nha, cố gắng tập trung. Còn một cái kỳ thi này nữa thôi là các bạn đã được nghỉ hè rồi ha. Rồi, ok, cô sẽ chào tạm biệt các bạn. À, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên lớp nhé. Bye bye các bạn.